Dẫn lên, sắp tới rồi. Chắc chắn sẽ tới đích mà. Trợ thú, đã quá thời gian cho phép, cậu có gì giải thích không? Tôi không có gì giải thích. Trễ chính là trễ. Tại sao chỉ có mình cậu khi người giả về? Vậy chứng tỏ đội viên của cậu không làm được. Không làm được thì xéo đi. Không liên quan tới mọi người. Là tại tôi dẫn dắt không tốn nên mới về trễ. Mấy anh về trễ 224 gì? Hết đứt 224 cái. Cho tôi một lý do tại sao tôi phải cho mấy cậu ở lại. Nếu như ai làm không tốt thì đuổi người đó về. Vậy thì không xây dựng được tinh thần đồng đội, tương lai cũng sẽ không làm được. Và không thể giao cái lưng cho đối phương. Mọi người nghe rõ cô ấy nói chưa? Cảnh đội chúng ta là cần dạng tinh thần đồng đội này. Thể lực và ý chí có thể tập luyện, nhưng tinh thần đồng đội thì phải dùng tâm phát ra. Thế giới này không có người hoàn hảo. Mọi người cần phải biết bao dung cộng sự và cấp dưới của mình. Như vậy mới có thể bù đắp cho nhau. Vì thế độ của mình mới có thể làm thật tốt, tiến xa hơn, có biết không? Yes sir. Nói nãy giờ mà cũng chỉ nghĩ tới 5.000 tiền cưới hỏi đó thôi. Má có quan tâm tới con hay không vậy? Má, con là con gái của má đó. Bây giờ con đám cưới không thành, còn cái thai con sẽ tự sinh ra rồi nuôi nó lớn. Tới đó không có tiền thì hỏi má mượn thôi. Cả đời đều tham tiền tới vậy. Đuổi ngược lại nói tiền với bà một chút là bà cướp mấy ngay lập tức. À, sao rồi, cô không sao chứ? Ơi, má của tôi đó làm tôi tức muốn chết luôn. Cô và Y Xì không thể cứu giảng thiệt sao? Là bản thân tôi có lỗi trước, cũng đâu thể trách ảnh được. Không phải đâu, bây giờ nuôi lớn một đứa trẻ cần tới 5 triệu đô lận đó. Cô làm sao mà nuôi nổi? Tôi biết chứ, tôi biết nuôi con không đơn giản. Vì vậy tôi mới không muốn nghĩ tới. Nhưng tôi cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi. Nếu tôi sinh nó ra thì tôi cũng sẽ kiên trì mà sống. Nếu cô đã nghĩ thông suốt vậy thì được rồi. Nhưng còn nếu cô có chuyện gì buồn thì nhớ tìm tôi nghe chứ. Tuy tôi không có dư tiền nhiều cho lắm, nhưng mà chắc cũng sẽ giúp được cô một chút đỉnh mà. Nói thật nha, cả đời tôi may mắn nhất là có người bạn như cô đó. Đồng bạc này sẽ giúp anh hút tan máu bầm đó. Anh cười cái gì hả? Cô sao vậy? Không phải vì chuyện của tôi và Easy mà cô và Phu Trương cãi nhau đó chứ? Nếu đúng là vậy thì cô nên dỗ ngọt ảnh đi. Nếu tình cảm đôi bên thật sự tốt thì ai dỗ ngọt ai cũng không quan trọng. Thật ra tôi định tới nói xin lỗi ảnh trước, nhưng lại để tôi nhìn thấy anh thân giúp ảnh lăn trứng gà. Rồi cô làm gì? Thì đi về chứ còn làm gì nữa. Cái gì vô lý vậy? Cô mới là bạn gái của ảnh mà. Với lại bắt đầu từ lúc học trung học ảnh đã yêu thầm cô rồi. Lý do gì cô phải lén bỏ về? Họ thật sự thân nhau lắm. Họ quen biết nhau từ nhỏ tới lớn, có rất nhiều hồi ức chung với nhau. Còn nữa, bây giờ họ còn là cộng sự chung một đội, cái gì cũng nói được hết. Nhưng nếu đổi ngược lại tôi là cô, tôi sẽ nói rõ ràng với Phu Trương, kêu ảnh đừng gần gũi với anh thân đó nhiều quá. Tôi chính là không muốn để ảnh biết chuyện này. Tôi cảm thấy mình giống như là nhỏ mọn lắm. Chắc là cô sợ ảnh sau khi biết được cô quan tâm tới ảnh như vậy thì sau này sẽ nắm cán cô chứ gì. Có cần vạch trần nhanh vậy không? Đúng là nhìn không ra cô yêu ảnh sâu đậm như vậy. Cô còn sát muối lên vết thương của tôi. Tôi đủ phiền não lắm rồi. Phiền não thì sao bằng tôi chứ. Đừng có nói là tôi không nhắc nhở cô đó. Cái gai này trong lòng cô, nếu như không chịu nhổ ra thì cô mãi mãi cũng sẽ cảm thấy rất khó chịu. Mắt bầm tím thôi mà, đâu cần phải nhăn mặt hoài như vậy. Mắt cười không? Tôi nói thật đó. Anh mặc kệ ảnh thì mặc kệ luôn đi. Lần nào cũng làm căng chuyện lên chả được gì hết. Làm gì đây? Bộ cô muốn dạy đời tôi hả? Chuyện của tôi không cần cô phải lo đâu. Tốt hơn hết tôi cũng không muốn lo. Nè, bạn trai cô kìa. Bạn gái của anh kìa. À,
Ảnh với Madame cũng xứng đôi lắm. Ý của tôi nói là Ảnh với Madame đều ngầu giống nhau. Sao có thang máy cũng không đi mà lại đi thang bộ vậy? Sao hả? Tuyệt tình tới nỗi bạn gái cũng mặc kệ sao? Hai người cãi nhau hả? Sao nói tốt hơn hết là không lo mà bây giờ lại còn nhiều chuyện nhỏ mập ú. Xin lỗi anh, em nghĩ mình nên ngồi xuống nói chuyện với nhau. Nhưng giờ em bận làm việc, đợi em về rồi nói. Sao hả? Làm xong chuyện cá nhân chưa? Đang trực ca đó thằng mập ú. Bộ muốn thăng chức hả nhỏ mập ú? Nè, sao nhanh vậy? Có phải chiếc xe cần đem vô hãng sửa không? Xe của cô vừa mở đã khởi động rồi, chơi tôi hả? Đâu lý nào, thật sự mở hoài cũng không khởi động được. Thật ra xe của cô được bảo dưỡng tại hãng kia mà. Có chuyện gì cứ đem về hãng kiểm tra đi. Còn nữa, có chuyện gì thì tìm chồng của cô tới giúp vậy đi. Anh Sơn à, tôi vừa mới chính tay làm một ít bánh mì, cũng sắp nướng xong rồi. Hay anh đem về, anh và má anh ăn nha. Tôi ghét nhất là bánh mì đó. Bánh mì ngon lắm, anh đợi tôi chút nha. Bánh mì đẹp lắm đúng không? Là tôi làm đó. Rất nhiều người nói tôi có năng khiếu. Chồng của tôi cũng nói vậy. Anh cũng thấy vậy đúng không? Bà xã. Ê, ông xã, sao anh lại tới đây vậy? Đúng lúc lái xe chạy ngang qua nên tính tới rước em đi ăn cơm luôn. Cũng được. Nè, anh ngồi xuống đi. Lúc nãy xe của em gặp chút vấn đề, anh Sơn đã kiểm tra giúp em. Vì vậy em làm cho anh ít bánh mì để trả ơn ảnh đó. Em lấy cho anh ăn nha. Tự nhiên nói chuyện đi, đợi em chút ha. Có chuyện muốn hỏi anh. Tan ca rồi, tôi không cần thiết phải trả lời. Cho dù anh đi làm cũng đâu thèm trả lời tôi. Ý gì đám cưới không thành, anh có biết tại sao không? Ảnh cũng là anh em của anh mà. Ảnh không nói cho anh biết sao? Tôi cũng đoán được một chút, nhưng mà không hỏi ảnh thôi. Nè, anh phô trương kìa. Anh phô trương. Anh gì? Anh không cần qua đâu, anh sẽ của chúng ta đều nhận hết rồi. Ngồi xuống đi. Hộp sữa tôi đã giúp anh kiểm tra vẫn chưa quá đát. Nuôi thịt xong khói thêm trứng chiên, sandwich không chét bơ, đảm bảo anh sẽ thích đó. Làm gì vậy? Mới sáng sớm muốn thuốc chết tôi hả? Hey, chúng tôi sao dám chứ. Nè, vợ của tôi có nấu canh chân gà, lát nữa tôi đổ ra cho anh uống. Wow, cái vợ anh cũng muốn độc chết tôi hay sao? Tất nhiên là không rồi. Nè, không, anh bị sao vậy? Tôi quen với anh bấy lâu, anh có không nói với tôi giận anh rồi, mặc kệ anh. Đồ thần kinh. Nè, cứ tự nhiên ăn đi. Tôi ăn hết cho coi. Nè, cứ tự tự ăn đi. Có chuyện gì? Sếp Dương là anh trụ của anh hả? Anh không nói nhất định có lý do riêng. Hèn gì người ta ngày thường không khách vậy. Thì ra cấp trên là anh ruột của anh đó. Đừng có nói bậy nha. Mới gặp lát nữa bị phạt hết đến 100 cái. Đừng hỏi tại sao. Đã hiểu rồi. Làm người quan trọng nhất là gì? Sinh ra số tốt. Ba cái thằng ranh này nó móc xong chưa hả? Sếp Đặng. Bánh kem Napoleon ở canteen tổng bộ quả là không có tệ. Tôi có mua mấy cái tới cho cậu ăn thử đây. Cảm ơn sếp. Sau này có cơ hội cùng cậu thử luôn bữa sáng ở bên đó, vừa rẻ là vừa ngon. Có phải cấp trên có chỉ thị gì phải không? Yên tâm đi, cấp trên rất hài lòng biểu hiện của đội ASU chúng ta, đặc biệt là cậu, khen ngợi hết lời. Cũng do sếp lãnh đạo tốt mà thôi. Lời khen của cậu tôi cất vào trước, nhưng mà khen xong, có chuyện này tôi muốn cậu chú ý nhiều hơn. Có phải là chuyện quan hệ giữa tôi và Trường Cảnh Sơn không? Tôi cũng rất hiểu hoàn cảnh hiện giờ của cậu. Chuyện của thế hệ trước hai người không lo được, nhưng mà ở trong cảnh đội có những chuyện cậu không thể không lo. Gần đây những lời bình luận ở trên mạng, tôi cảm thấy họ bình luận có chút không công bằng. Tôi hiểu, bản thân tôi cũng coi rồi, rất nhiều bình luận lệch về một phía. Chính vì như vậy chúng ta càng phải cẩn trọng xử lý chuyện này, tuyệt đối đừng nên xem thường sức mạnh của dân mạng. Tôi cảm thấy lời bình luận trên mạng đa phần đến từ người của mình, nếu như bọn họ cảm thấy cậu xử sự không được công bằng, vậy không những sẽ ảnh hưởng tới cậu và cũng sẽ ảnh hưởng tới ASU. Tôi không hy vọng chuyện này phá hủy hình tượng của cả đội ASU và cả lòng tin nữa. Cảm ơn sếp đã quan tâm. Xin chào. Có từng xem xét điều Trương Cảnh Sơn đi không?
Tôi nghĩ cô làm vậy sẽ là cách xử lý hiệu quả nhất đó. Xuống. Lên. Hôm nay tập thể lực không được qua loa. Lên. Phải nghiêm túc tập. Xuống. Tập không tốt thì tập lại. Xuống. Lên. Dừng. Hôm nay là ngày gì mà sao sếp bắt tập căng dữ vậy? Hôm nay phê thiệt chứ, chắc cũng tập đủ rồi ha. Biểu hiện của mọi người tốt lắm. Nếu như vậy tôi cũng muốn khích lệ mọi người. Tiếp tục chia hai nhóm, nhóm nào thắng sẽ có quà. Bây giờ thay áo tập luyện, sau đó mỗi nhóm kiêng hai cục gỗ lớn chạy đi chạy lại ở núi quan cảnh, rõ chưa? Rõ. Mọi người ráng lên. Rõ. Tinh thần ASU. Rõ. Go go go. Có chuyện gì vậy? Chuột rút. Có ai đỡ giùm không? Có, anh chăm sóc cổ đi. Tôi với cô càng khiêng lên trước. Mau lên. Chạy đi. Go. Đừng mà, đừng mạnh tay quá. Cẩn thận chút đi. Nào khoan khoan, tôi bị trật lưng rồi. Anh đi xì, để tôi qua giúp anh. Nè, cố lên đi. Đi. Ok. Rồi. Chờ. Đó. Go go go. Go go go. Chạy luôn, đủ người mới chạy. Đó. Đủ người rồi. Có sao không? Không. Tất cả anh chị em ráng lên. Đó. Ráng 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 lên. Go go go. Go. Thôi, ráng lên. Sếp Minh, chậm hơn 10 phút 30 giây so với ngày thường. Sếp cảm thấy biểu hiện hôm nay của họ thế nào? Lần này tuy thành tích chưa tốt lắm, nhưng điều làm tôi ngạc nhiên, tuy là đã chia thành hai nhóm, nhưng có một điều mọi người gìn giữ rất tốt, chính là tinh thần đoàn kết. Trước khi tôi tới ASU làm OC, đã định sẵn mục tiêu cho bản thân. Tôi hy vọng ASU mà tôi dẫn dắt khác với lúc trước. Ngoại trừ thể lực tốt và còn kỷ luật tốt ra, tôi muốn mọi người trở thành ASU có tinh thần đoàn kết nhất. Nhưng mà tôi biết có một số thứ sẽ phá hoại cái tinh thần đoàn kết này. Chính là nghi ngờ lẫn nhau, với lại không tin tưởng lẫn nhau. Tôi đứng đây rõ ràng rành mạch nói với tất cả mọi người, nếu như mọi người có bất kỳ nghi ngờ gì về lòng tin của OC tôi đây, tức là chứng tỏ tôi làm không tốt, cũng chứng tỏ việc ASU không thể đoàn kết nhất trí. Bộ trưởng, bước ra đây. Mọi người không cần phải đoán mò nữa. Trương Cảnh Sơn là em trai cùng cha khác mẹ với tôi. Xem em, anh nói đi. Anh bắt đầu từ ngày ứng tuyển, thành tích của anh như thế nào? Lúc thi vào ứng tuyển, toàn bộ thể lực điểm full, các lớp tập luyện cơ bản như bắn súng, chiến thuật, thể lực, toàn bộ A cộng. Từ BTC bắt đầu ngày đầu tiên tới hôm nay, anh bị mấy sếp phạt chạy hết tổng cộng bao nhiêu vòng? Tổng cộng chạy hết 134 vòng. Sau khi chạy xong còn phải tập thể lực. Con đường của anh đi và mọi người đều giống nhau, đều rất cực khổ, giống như mọi người từng trải qua mới có thể gia nhập đội. Anh có dễ đi hơn so với bất kỳ người nào đứng ở đây không? Đi kiểu không trở ngại không? Tôi biết anh trước giờ rất muốn dựng mặt người anh hai giống như tôi. Vì vậy công sức anh bỏ ra nhiều hơn so với những người khác. Lúc anh ở Hồng Viện đã lấy được giải 6 bạc. Sau khi vào được đội thì tiếp tục hồng lên, lấy luôn học bổng. Nếu như có bất kỳ người nào cảm thấy không nên hoặc là không đáng cho anh tiếp tục ở lại ASU, chứng tỏ OC như tôi làm gì không được tốt, thì có thể lập tức bước ra nói với tôi. Tôi sẽ tự động thôi việc để không ảnh hưởng tới tinh thần đoàn kết của ASU. Sếp Chương,
tôi có chuyện muốn nói. Tôi và Phô Trương cùng nhau vào đội, cùng nhau tham gia tập huấn, cùng nhau nhập ngũ. Từ đầu cho đến cuối tôi vẫn thấy ảnh nỗ lực hơn bất cứ ai. Cho nên nếu kỳ này có chọn ra người xuất sắc thì tôi sẽ ủng hộ cho ảnh. Tôi nghĩ mọi người đã hiểu. Đoàn kết không phải là chuyện nhất thời. Mong rằng mọi người tiếp tục duy trì tinh thần đoàn kết của đội ASU chúng ta. Nghe rõ chưa? Rõ. Giải tán. Ông chủ, tốt lắm. Không ngờ anh lại làm vậy. Tôi cũng chỉ là học hỏi anh thôi. Lời nói của sếp Men tôi đều nhớ hết mà. Biết những gì tôi dạy hữu hiệu rồi ha. Thông à, anh có dầu gội đầu không vậy? Không có. Tôi muốn hỏi mọi người có ai có dầu gội đầu không? Nè, Phô Trương. Chỉ cho chúng đi. Tuy rằng hôm nay hơi mệt một chút, nhưng thật là có ý nghĩa. Nè, ông chủ đã làm ra mặt rồi, anh không cảm giác gì sao? Có cảm giác hay không liên quan tới anh hay sao? Sếp. Vậy hả? Ừ. Sếp. Có chuyện gì sao? Tôi thì không rồi, nhưng mà Phô Trương thì có. Thank you sir. Tôi làm nhiều việc như vậy không phải vì anh là ai của tôi, mà là bởi vì tôi là chỉ huy trong đội. Mỗi một thành viên trong đội ASU tôi cũng sẽ làm vậy. Anh có hiểu chưa? Yes sir. Bây giờ cả thế giới đều biết anh giỏi rồi, không cần đi khiêu chiến người khác nữa. Vậy thì không được. Tôi không khiêu chiến thì làm sao tôi còn là Phô Trương nữa? Còn nữa, anh vẫn còn là địch thủ của tôi đó. Hãy chờ đó, sau này thành tựu trong đội của tôi nhất định sẽ cao hơn anh. Bà xã. Ừ. Thay đồ đi, mình đi kiếm món gì ngon ngon ăn. Ừ. Sao mà tự nhiên anh có hứng vậy? Chút nữa nói cho em biết sao. Mau lên đi, mình đang buffet ha, có được không? Chào má. Tại sao cứ phải làm hỏng chuyện của con trai tôi cô mới vừa lòng? Nếu không phải cô nói cô có thai, cô nghĩ cô vào được căn nhà này sao? Má. Má bình tĩnh lại trước đi. Sisa, không lý nào con không biết nó đang giở trò. Nó đem hình của con và Trương Cảnh Sơn để lên mạng rồi. Bây giờ mọi người ai cũng biết hai đứa là hai anh em. Sau này con trở về sở còn gì là hình tượng nữa? Con còn binh vực cho nó nữa sao? Được rồi má, con sẽ xử lý được mà. Con xử lý như thế nào hả? Má, bây giờ má như vậy rất bất lịch sự. Bây giờ con binh vực vợ con, trả treo với má sao? Không phải, má về nhà trước đi. Con dạy dỗ lì vợ của con đi. Má ơi, con đưa má về. Không cần, má tự về được rồi. Bà xã anh xin lỗi, lúc nãy má có hơi quá đáng. Má của anh đã đánh em như vậy mà chỉ là hơi quá đáng thôi sao? Anh biết. Anh thì biết cái gì chứ? Má nói anh vì trách nhiệm cho nên má lấy em thôi. Không phải, dĩ nhiên không phải rồi. Má lo lắng cho anh mới nói vậy thôi, không phải mà. Má nói là em hủy hoại cuộc đời anh.
Nhưng em làm như vậy cũng chỉ vì muốn hai anh em anh tốt hơn thôi. Anh biết, xong chuyện rồi, ổn thỏa hết rồi. Anh biết, anh thì cái gì cũng biết hết. Bây giờ em chuyện gì cũng không biết. Em không muốn nói với anh nữa. Bà sợ. Em không muốn nói nữa đâu. Hôm nay anh nói chuẩn bị tiết mục cho em mà. Anh dẫn em đi đâu vậy? Tới rồi em sẽ biết thôi. Baby. Về rồi à? Con chào bác. Chào con. Bạn gái của con đây nè. Nè, vô trong ngồi đi. Ngồi đi. Dạ bác. Bác ơi. Con thấy bác thiệt là đẹp gái, giống như phô trương kể vậy đó. Tất nhiên rồi, không thì làm sao sinh ra được đứa con đẹp trai phong độ giống như anh chứ. Em có phước thiệt đó. Wow, hình như là con có phước hơn đó. Nhìn Nana vừa đẹp gái vừa trang nhã. Chuẩn luôn, bác gái. Hay lắm, hai người quen biết chưa đầy một phút đã hợp tác đi công kích con rồi. Được lắm. Hai đứa ngồi chút xíu đi, má đi nấu cơm, sắp ăn được rồi. Để con phụ bác. Thôi không cần đâu, bác tự nấu được, con với Sơn nói chuyện đi ha. Dạ cảm ơn bác. Bộ em biết nấu ăn hay sao? Dĩ nhiên em biết. Em không nói với anh thôi. Anh có biết hồi nhỏ em có tham gia đầu bếp nhỏ hay không hả? Anh muốn hỏi em có đoạt giải được như anh hay là không? Wow, vậy thì em không giỏi như anh đoạt nhiều giải như vậy rồi. Wow, 1, 2, 3, 4, 8 cái. Wow, sao những tấm hình chỉ có anh với má anh vậy chứ? Không phải anh còn người anh trong đội ASU sao? Rảnh rỗi sẽ kể cho em nghe. Wow, đồng hồ đẹp quá. Sao không thấy anh đeo? Cái đồng hồ đó thực ra là ba nó tặng cho nó đó. Tặng hoài không ra. Tóm lại câu chuyện này dài dòng lắm. Phải đó. Thật ra là do anh thân giúp ổng đưa cho anh cái đồng hồ này. Phần quà này coi như là có đỡ hơn là không. Hai đứa bà qua uống canh đi. Uống canh đi. Qua đi. Wow, thơm quá. Ngồi xuống đi. Ai vậy ta? Ai đó? Là tụi tôi đây. Sao hai người lại tới đây? Đem cải ướp qua cho cô đó. Ai đó còn tắt muối nữa nè. Sơn à, để vợ trong trước đi con. Chào. Đây là chào. Nana. Còn đây là em họ và chị họ của tôi. Là dì họ lớn và dì họ nhỏ của thằng Sơn đó. Đẹp gái quá. Đẹp quá. Cảm ơn. Nè, canh nguội rồi. Uống canh trước đi ha. Ngồi xuống. Bác múc cho con hả? Không phải cái cô lần trước. Đã nói cô kia là đồng nghiệp thôi mà. Vậy là không phải thiệt hả? Thôi hai người đem đồ qua rồi thì về được rồi ha. Tụi tôi ăn cơm mà. Không có nấu phần của hai người. Đâu có biết hai người tới đâu. Lần sau đi. Lần sau ha. Trời ơi. Được rồi, lần sau tôi nói cho thôi. Sơn à, cất giùm bác. Được rồi, được rồi. Bye bye nha. Em muốn hỏi là anh có dẫn anh thân về gặp người nhà anh rồi sao? Trước đó có đi qua quán của má anh ăn cơm mà thôi. Thật ra anh có cảm thấy anh thân có ý gì đó với anh không? Không phải chứ, anh thích con gái mà. Không phải, anh nghĩ vậy, chưa chắc người ta nghĩ vậy đâu. Tụi anh quen nhau từ nhỏ cho tới lớn, lúc đó nó là đứa bé mập kia mà. Anh coi nó như là em trai của mình vậy thôi. Nên muốn ghen thì nên ghen y xì đi. Cái thằng khờ đó đó, y như là đàn bà gì đó. Baby à, chúng ta ngồi máy bay, một lát nữa được gặp mami rồi, có vui không? Yeah. Được rồi. Xin chào quý khách. Xin chào quý khách. Những món này bé Đồng thích ăn đó. Còn lại thì gì để lên máy bay ăn nha. Vậy cảm ơn nhiều nha. Phải rồi, gì qua. Qua tới bên đó bảo trọng sức khỏe nha. Đừng có để bị té nữa. Cảm ơn cậu đã quan tâm. Cho nên làm mà. Bé Đồng là con của tôi mà. Ít khi mới có cơ hội sống chung với nó lâu như vậy. Đồng Đồng. Sếp Giang. Hi. Sao cô lại tới đây? Bé Đồng nói với tôi nó sắp bay rồi. Sao không tới được chứ? Em không muốn rời xa bạn ở Hồng Kông của em. Như là chị phải không? Yes. Em có thể quen biết được với bạn mới ở bên đó. Em không muốn nói lời tạm biệt. Giờ đến lúc em phải trưởng thành rồi. Và phải trở thành một cô gái tự lập. Chỉ có đồ muốn cho em đây. Em sẽ thích nó.
em sẽ đeo nó đi chơi người tuyết. Nhưng em phải nhớ là đội nó vào ngồi xếp tuyết thì phải chụp rất nhiều hình cho chị đó, ok? Thử đi nào, có thích không? Là màu xanh đó. Thử nha, ơi đẹp quá. Rất là hợp với em đó. Mình chụp ảnh nha. 1, 2, cheese. Nè, hai người thân nhau từ hồi nào vậy? Bí mật. Em có nhớ những gì mà chị dặn không? Hãy làm nào. I love you daddy. Cũng đã trễ rồi, tới giờ vào rồi. Chị ôm một cái nào. Ôi, chị sẽ nhớ em lắm đó. Đây, đưa chị. Anh ạ, xin cảm ơn. Cảm ơn. Cảm ơn cô. Nếu không phải cô biết nhiều tiếng Anh như vậy thì cô không dụ dỗ được nó đâu. Không cần khách sáo vậy đâu. Bé Đồng ngoan mà, tôi thiệt là rất thích em ấy. Cô có thể giúp tôi thêm một chuyện không? Giữ liên lạc với nó. Dù anh không kêu tôi làm vậy thì tôi cũng sẽ làm. Bởi vì chị Silver rất muốn nhìn thấy bé Đồng trưởng thành. Nhưng tôi muốn nói với anh, bé Đồng muốn nhìn thấy người cha giỏi, có đủ nghị lực để có thể đối mặt với tất cả các khó khăn. Con gái bay rồi phải không? Bay rồi. Mong nó đừng quên người cha này nhanh như vậy. Tôi cũng là người cha, tôi hiểu cảm giác đó. Nó không trưởng thành thì lại thấy mình có trách nhiệm với nó. Nó lớn rồi thì lại thấy mình chưa đủ tốt. Nhưng cha mẹ và con cái lại có cảm ứng với nhau đó. Dù có bao lâu, dù nó có đi đâu, những chuyện này cũng không đổi thay. Nghe anh nói như vậy tôi cũng bớt lo hơn. Chuyện anh nên lo là khi nào trở về ASU, anh còn phải chụp những tấm hình giỏi giang và đẹp trai cho bé Đồng xem nữa. Tôi sẽ cố gắng làm người phải hướng về phía trước, đừng trốn tránh nữa. Mau làm tâm lý trị liệu đi. Cả một đội chúng tôi đang đợi anh đó. Chào mọi người. Chào. Bến Úc lại có tập kích rồi. À, anh đang nói vụ tàu điện ngầm Luân Đôn phải không? Hình như chết nhiều người lắm. Không phải chứ, Venice hình như Luân Đôn đó. Xem cổ có sao không? Có ai nghe mấy không? Không có ai nghe không hết. Sao đâu, đừng có tự hù mình. Lên mạng coi có tin tức gì không? Đợi chút. Xem IG của cổ đi. Ê, không sao rồi, đã báo bình an trên Facebook đó. Không sao thì được rồi, nhìn cái mặt hớn hở kìa. Có gì tám vậy? Tôi phải xin lá bộ bình an cho bạn gái tôi mới được. Nhiều vụ tấn công khủng bố quá. Đúng là gần đây gia tăng nhiều vụ tấn công khủng bố. Nhưng rất may là Hồng Kông không có. Cũng đâu có sợ lắm, có chuyên gia gỡ miệng chuyên nghiệp như Shipman ở đây mà. Đối phó với bọn khủng bố tuyệt đối không có vấn đề gì. Shipman, thật ra tôi cũng có hứng thú gia nhập lớp gỡ miệng. Sao lại có suy nghĩ đó? Chỉ cần là có thể giúp người tôi đều có hứng thú. Ủa, nếu mà như vậy thì anh Thân có thể là đệ tử cuối cùng trước khi anh về hưu rồi. Vô đội gỡ miền có trách nhiệm lớn lắm. Sự an toàn của mọi người đều nằm trong tay của cô. Cô suy nghĩ cho kỹ càng trước đi. Nếu thật sự muốn gia nhập, tôi sẽ đưa tài liệu liên quan cho cô. Dạ được. Cảm ơn sư phụ. Tôi lên phòng làm việc trước. Mọi người từ từ đi. Đó. Chúc mừng cô nha. Nè, ngồi xuống. Vụ gì? Đức bốc phép. Bữa tiệc về hưu bất ngờ của sếp Man, anh làm tới đâu rồi? Báo cáo quán bà luôn.
sếp Trương đã đồng ý đó. Nói chung là phải dành cho sếp Men kỷ niệm khó quên suốt cả cuộc đời. Nana, tôi tới phòng khám rồi. Sao rồi, có phải sợ không? Đã nói là đợi tôi xin nghỉ phép rồi mới đưa cô đi khám mà. Không cần phải vậy, thì tôi cũng học cách tự đối mặt rồi mà. Vậy cô khám xong rồi đợi tôi một chút, tôi qua trước cô về nha. Thôi khỏi đi, chỉ là khám thai bình thường thôi, không cần rước tôi đâu. Thôi được rồi, làm má rồi, phải mạnh mẽ lên biết chưa. Cẩn thận nha, về nhà gặp. Ừ, bye bye. Sao rồi? Rậu suốt cả buổi rồi đó, chưa tìm được gian phu nữa sao? Đủ đô âm thầm giúp tôi tìm được tên đê tiện đó rồi. Rồi giờ anh tính sao? Còn thế nào nữa? Bị người ta làm cho có thai, không quay về được nữa rồi. Chẳng lẽ lôi cổ nó ra đập cho nó một trận sao? Là anh em suốt cả cuộc đời này, có gì cứ việc lên tiếng, luôn ủng hộ anh mình. Không cần đâu, những tên đê tiện này, ông trời sẽ phạt nó thôi. Sao lại trùng hợp vậy? Dừng tay! Dừng tay! Lại. Nắm im! Anh à, xảy ra chuyện gì? Tôi không biết ổng, đừng như ông ôm tôi thì biết sao thôi. Anh à, tay của anh chảy máu kìa. Để đưa anh tới bệnh viện đi. Để. Anh à, cảm ơn sư huynh. Tôi biết anh là ai, sếp. Tôi cũng biết anh là ai. Tô Chí Bân chứ gì? Tên bạn trai đê tiện hồi xưa của An An chứ gì? Nói gì thì nói, hồi nãy anh đã cứu tôi rồi, cảm ơn. Bớt xàm đi. Anh có biết An An đã có thai không? Hèn gì mà hôm bữa cô tới tìm tôi. Nè, tôi nói rõ trước nha, chuyện cô có thai hoàn toàn không liên quan gì tới tôi đâu. Anh làm cái gì vậy? Anh biết tối hôm đó An An đá tôi một phát đau điếng không? Vì vậy lúc cổ tới tìm tôi mới chọc cổ chơi thôi. Nè, tôi không có nói dốc đâu, tôi có giấy bác sĩ khám đó. Cú này là của An An, cú này là của tôi, cú này là của em bé. Tôi xin lỗi, mai mốt tôi không tìm An An nữa, xin lỗi. Tôi cho anh biết, mai mốt đừng có mượn rượu làm bậy, cố ý hiếp dâm tôi cũng bắt anh đó. Lại quên chìa khóa nữa hả? Alo. Ý gì? Có chuyện gì vậy? Tòa nhà Hải Lâm, dãy 2, 18A, phải rồi. Nửa tiếng sau tới, ok. Anh cứ đem lên, có người ở nhà. Cảm ơn, bye bye. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Anh mua giường em bé nè, xe em bé nè, thao để tắm em bé nè, ghế ngồi ăn của em bé, với nhiều thứ linh tinh khác, chút nữa có người mang tới. Mã Dung Nghĩa, anh muốn gì đây? Anh biết là tại anh, là anh sai. Anh không nên nghi ngờ em. Anh hứa với em, anh sẽ chịu trách nhiệm mà. Anh sẽ là một người chồng rất tốt, rất tốt, rất tốt. Một người cha rất tốt, rất tốt, rất tốt. Nhưng mà xảy ra chuyện gì? Anh bị bệnh nan y hả? Hôm nay anh có gặp Tô Chí Bân. Anh ta kể hết với anh rồi. Nói là hôm đó em rất sai. Tôi dùng hết sức, gồng hết mình đá vào hạ bộ của anh ta. Vì vậy hai người không thể nào xảy ra chuyện gì được. Vì vậy anh mua cả đống đồ em bé tới tìm em hả? An An à, anh không biết phải làm sao mới biểu đạt được tình yêu của anh dành cho em và con. Anh chỉ có thể cho em biết, anh sẽ dùng hết tâm trí của anh, dắt hết thời gian của anh để chăm sóc cho em và con. Anh nói thật đó. Anh đứng dậy trước đi. An An, anh nhớ em lắm đó. Em đừng có giận anh được không? Tụi mình cùng nhau nuôi con khôn lớn được không? Được. Đúng là con phải có ba. Nhưng mà chuyện đám cưới em muốn suy nghĩ thật kỹ càng đã. Em còn giận anh hả? Không phải là em giận anh đâu. Em không muốn anh vì đứa con mới đám cưới với em. Anh không chỉ vì đứa con đâu, anh còn rất yêu em nữa mà. Hoặc là em muốn anh vì chuyện gì đám cưới nữa em nói đi. Em cũng không biết nữa. Có thể cái thai đã giúp em suy nghĩ thông suốt. Nếu hai đứa mình đều chưa đủ chững chạc hoặc chưa biết cách xử lý mối quan hệ của chúng ta thì tốt nhất chúng ta không nên vội vàng hấp tấp. Anh cho em thêm thời gian nha.
Ok, anh đợi em. Cảm ơn anh. Không có gì. Chào bác. Xì xa, về rồi hả? Dạ phải, má đâu rồi? Bà đi dự cuộc họp của ủy hội phụ nữ rồi. Bà thì canh má con đi vắng mới cố tình gọi con về đây đó. Con nghe nói là ba bị má chửi trong một trận sao? Truyền tới tay của con nhanh như vậy sao? Nói thật á, bà chưa từng thấy bà giận như vậy đâu. Con phải nhận để bị má con tát hay không? Vậy bà cũng biết hả? Bà giận như vậy, cái gì cũng tự nói ra hết. Con đừng trách má của con, càng không được trách nhân đó. Tất cả mọi chuyện cũng tại bà xử lý không tốt, vì vậy mới ra nông nỗi này. Chuyện của bà với má của con, bà biết cách xử lý mà. Còn con với Nhân thì sao? Cổ dọn qua bên nhà em trai ở rồi, muốn yên tĩnh một mình. Thật ra cổ không phải giận má mà giận con thôi. Bà cũng biết là tính cách của Nhân rất tốt, nhưng mà cho dù có tốt đẹp cỡ nào thì cũng sẽ có khuyết điểm. Con hãy từ từ nói chuyện với nó đi. Bà xã, em dọn về rồi hả? Không phải, em về dọn thêm quần áo. Hay là chúng ta nói chuyện với nhau đi. Em sẽ tiếp tục ở nhà em trai em cho tới khi chúng ta bình tĩnh lại. Anh bình tĩnh lắm rồi. Khoan đã bà xã, anh biết từ trước má đối xử với em như vậy khiến cho em rất khó chịu. Anh thay mặt má xin lỗi em. Không có liên quan tới má anh, em không muốn suy nghĩ chuyện anh gì sẽ khác. Đổi mặt má, kêu má đừng lại đây nữa. Anh bảo đảm má sẽ không làm vậy với em nữa. Em đã nói là không liên quan tới má anh, tránh ra đi. Có phải chúng ta còn gì chưa nói rõ ràng không? Hai người với nhau quan trọng là nói chuyện. Không đúng thì mình nói cho đúng thôi. Em đã quyết định thì bản thân em cũng không thay đổi được đâu. Anh chờ em. Không cần đâu, em tự gọi taxi đi được rồi. Sư phụ. Ừ, ngồi đi. Lúc trước cô hỏi tôi tại sao gia nhập đội gỡ mìn. Trong bức thư này có đáp án đó. Bức thư hồi còn trong vòng tuyển chọn. Nếu như muốn có sự tiến bộ, có điều này nhất định phải sửa đổi. Là gì vậy? Đừng làm khó dễ bản thân mình. Chúng ta là nhân viên cảnh sát, mỗi ngày phải giải quyết rất nhiều vấn đề. Ghi nhớ, cô không phải siêu nhân, không phải chuyện gì cũng giải quyết được đâu. Cô thi vào cảnh sát cũng vì anh trai của cô đúng không? Tôi cảm thấy trên thế gian này có quá nhiều sự bất hạnh. Tôi chỉ muốn được giúp đỡ nhiều người thôi. Tôi biết cô đã cố gắng lắm rồi. Cô gọi tôi là sư phụ thì cô phải nghe lời của tôi mà làm. Tôi hiểu mà. Ý anh muốn nói lúc nào tôi thấy cần nhất định phải tìm người giúp đỡ, không được cố gắng. Nhớ rõ, nếu như hoàn cảnh quá nguy hiểm, nhất định phải biết cách buông tay, tự lượng sức mình. Cũng là tinh thần chuyên nghiệp của chúng ta. Cho dù ASU hay là EUD, bất kể thời gian nào, gặp phải thử thách nào, chúng ta đều phải biết cách tự đặt mình vào vị trí thích hợp. Như vậy mới giữ được sự an toàn cho toàn thể dân chúng. Tôi hoàn toàn hiểu rõ, tôi sẽ ghi nhớ. Chà, chớp mắt một cái là xong đợt thực tập rồi. Những đám lô la các cô tôi cũng hài lòng. ASU được các cô tiếp quản, tôi yên tâm rồi. Được sư phụ như anh dạy dỗ, biểu hiện của chúng tôi nhất định sẽ rất tốt. Yên tâm đi. Có thời gian nhớ đọc lại bức thư của cô, đừng bao giờ quên. Vì sao cô muốn làm cảnh sát? Dạ rõ. Anh ăn chén cháo trước đi. Ừ, ngon quá đi. Tối mai bà có bận việc gì không? Không có. Má cũng không có tiết mục, con có ý gì hay không? Làm gì? Con có người bạn mua được 2 tấm vé xem live show nhạc kinh điển của Tứ Đại Thiên Vương đó. Nhưng mà phải đi công tác đột xuất, không có đi được. Xem hai người có muốn đi không? Nhạc kinh điển hả? Đúng ý má. Phải đó. Nè, được tặng 2 tấm vé, không đi thì phí lắm nha. Được thôi, vậy đến ngày mai bà về sớm rồi cùng đi. Ừ. Thôi đủ rồi. Thay đồ đi làm. Sao con biết ngày mai ba không được về sớm? Muốn điều tra mấy chuyện này cũng dễ thôi. Mami à, lá sâm lần trước má xin con vẫn còn nhớ đó. Má cứ cảm thấy con cố ý sắp xếp ba má được hẹn hò. Rất cố ý đó.
Nếu như ba má có thể quay lại bên nhau, con cũng rất vui đó. Nè, má Bia, đừng suy nghĩ gì hết. Tối mai nhất quyết phải diện thật đẹp. Hạnh phúc tự mình nắm bắt lấy. Ừ. Xin lỗi em nha, đường hầm bị kẹt xe. Không sao đâu, em cũng vừa mới tới thôi. Ừ. Mình đi. À. Ê, có bị trật chân không vậy? À, không không không, không sao không sao. Chúng ta đi thôi. Em nghĩ chắc là không miễn cưỡng được đâu hả? Chuyện gì vậy? Em đang nói chuyện chúng ta. Em nghĩ chúng ta không thể trở về như xưa được. Anh xin lỗi, bấy lâu nay anh đã quen sống một mình rồi. Người nói xin lỗi đáng lẽ phải là em. Tại vì em nghĩ hơi nhiều. Nhưng dù gì chúng ta đã biết nhau mấy chục năm, không thể làm vợ chồng, cũng là bạn tốt của nhau được mà, có phải không? Cảm ơn em. Ờ, nhưng mà em có chút lo lắng. Tử Khiêm chưa chắc chấp nhận quyết định này của chúng ta. Anh biết nó rất cố gắng muốn chúng ta quay về bên nhau. Có cơ hội anh sẽ nói chuyện với nó. Ừ. Đi thôi. Em nghe nói là nó đang theo đuổi một cô gái. Nó đã lớn vậy rồi, có đời sống tình cảm riêng của mình rồi.